âm nhạc bắt đầu. Đồng Phan thêm
mặt câu lạc bộ khiêu vũ dân vũ thể thao huyện Đông Hưng mở rộng năm 2003 lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả 28 câu lạc bộ đã trở về đây tham gia buổi giao lưu lần thứ 3 thành công rực rỡ. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo của các câu lạc bộ cũng như cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho câu lạc bộ của chúng ta hoạt động. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn chủ sở hữu cơ sở sân cỏ Đà Giang đã tạo mọi điều kiện cho câu lạc bộ chúng ta hoạt động trong buổi chiều ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả các bộ phận khánh tiết đã cùng với ban tổ chức chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả các bạn trái máy miền Nam đây. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.